Thì bây giờ vấn đề là đặt ở đâu? Cái khu vực này chúng ta có rất là nhiều những lựa chọn. Một là chia đôi cái khoảng này ra, đặt chính giữa. Hai là chúng ta đặt sát vào cái vị trí tường phía này. Ba là chúng ta đặt sát vào cái vị trí hộp ghen này. Thì khi mà liếc qua cái tình hình như vậy là các bạn cũng có thể là mường tượng được luôn. Nếu chúng ta đặt chính giữa thì ngồi là quá là thoải mái, mỗi phía đều rộng rãi. Nhưng mà cái dở của nó đấy là những cái khu vực bên trái bên phải này, cái kích thước, cái khoảng không gian nó lại ở cái mức lững lờ, nghĩa là các bạn khó có thể tận dụng để sử dụng cái gì đó. Ví dụ treo quần áo ở đây thì cũng cảm giác quần áo nó lùa thùa, nó quá là cận gần với khu vực mình ngồi. Rồi có thể để một vị trí thùng rác ở đây thì lại quá là chật chội. Thì chắc chắn là nhà vệ sinh chúng ta nên đặt một cái vị trí thùng chứa rác, chứa giấy vệ sinh đấy. Bởi vì nếu mà các bạn xài xong mà các bạn xả nước cho giấy vệ sinh vào cái bồn cầu này dùng một thời gian, chắc chắn là nó sẽ bị tắc bồn cầu. Vì cái nhà này tôi đang dự tính là thiết kế cái hộp ghen thoát xí này, ống chỉ ống 90 thôi, không có xài ống 114. Ngay cả các bạn nếu mà xài ống 114 mà cứ thải quăng tùm lum đồ những cái giấy vệ sinh nó vào, chắc chắn một thời gian nó sẽ nghẹt, nó đi thông rất là mệt mỏi. Nên là chúng ta rất là cần một cái vị trí chứa một cái thùng rác chứa những cái giấy vệ sinh hay những cái đồ linh tinh trong cái nhà vệ sinh, nhà tắm này. Còn trường hợp nữa, nếu mà các bạn đưa cái vị trí xí bệt này sát vào cái tường này thì cái tiêu chí mà để đảm bảo các bạn có thể ngồi thoải mái, ngồi vị trí này so với bức tường nó không bị cấn, đó là từ tim cái xí bệt này phải cách tường một đoạn là khoảng tầm 400 400 mới đủ. Đây là cái kích thước gần như là ai cũng biết rồi. Bởi vì khi mà chúng ta ngồi ấy, với cái cơ thể bình thường của người Việt Nam chúng ta nặng đâu đó tầm khoảng 50 cân tới 80 cân chẳng hạn. Nó có cái form rồi. Và khi chúng ta ngồi chân chúng ta sạng ra thì nó không quá là kích cái tường này, vai chúng ta cũng không chạm vào cái tường này. Để các bạn hãy nhớ lại cái vai người chúng ta nó khoảng 500. Thì khi ngồi chính giữa đúng không nhỉ? Thì từ cái vị trí tâm này ra vị trí này khoảng 250 thì nó đến cái vị trí mép vai người. 400 mà trừ đi 250 thì chúng ta còn khoảng 1 tấc rưỡi nữa. Tương đối là thoải mái. Và cái trường hợp này cũng tương tự, nếu mà chúng ta để vị trí như này thì cái phần mà giáp với bức tường này không vấn đề gì, ngồi thoải mái rồi. Nhưng cái khe này nó đang là gì? Quá là hẹp. Và các bạn cũng không có thể để được cái đồ gì, những cái thùng rác gì ở khu vực này được. Và khi mà treo quần áo ở vị trí này ấy, nó rất là cấn, ngồi cảm giác quần áo nó chạm cả vào vai và vào đầu chúng ta nữa. Bởi vì sau này chúng ta sẽ lắp một cái vị trí sen tắm ở đây. Chào các bạn đang được coi full bộ tự học thiết kế thi công nội thất online theo phong cách Scandinavian. Đây là cái phần update tiếp theo sau khi tôi hướng dẫn các bạn thiết kế phòng ngủ, văn phòng theo phong cách Scandinavian. Đến với phần tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế phòng tắm cũng như phòng bếp, phòng khách với lối thiết kế đơn giản, thực dụng, thiết kế để thi công. Những cái vấn đề về hệ thống kỹ thuật cũng như là công năng thẩm mỹ đối với phong cách Scandinavian áp dụng tại Việt Nam một cách thực tế nhất. Để mua full bộ video, được coi những video riêng tư, được cung cấp những cái giáo trình, file thực hành, tài liệu đi kèm, cũng như nhận được cái sự hỗ trợ tốt nhất từ tôi, các bạn có thể liên lạc với tôi qua số phone hoặc địa chỉ Facebook. Chúc các bạn học thành công.